Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video chinh phục Bắc Nam cùng với PMP English. Và Miss Hảo sẽ đồng hành cùng với các bạn trong tập ngày hôm nay. Tiếp theo đó là chính là tập số 108 nhé. Rồi, tập trong 108 này thì chúng ta sẽ có các câu hỏi bắt đầu từ câu số 122, đúng không? Rồi, connecting while, scarcely và chữ after nó khác nhau hết, thì các bạn sẽ cho cô một phần đó là chúng ta sẽ dịch ra, đúng không ạ? Rồi, dịch ra thì mình sẽ bắt đầu mình coi như sau. Connecting, đây là một động từ vựng in rút gọn ha. Rồi, động từ này các bạn chỉ có là tiến hành. Rồi, connecting là tiến hành. Còn mình có từ while là mình chỉ có là trong khi ha. While, trong khi. Rồi, và các bạn có chữ scarcely, từ này nó có nghĩa là hiếm khi ha. Ít khi xảy ra, hiếm khi hoặc là hầu như không. Thì nó hơi gần nghĩa với cái chữ là hardly, hoặc là từ rarely. Rồi, chữ R em nhé. Rồi, chữ after là sau khi. In order to focus on her work. Rồi, để tập trung vào công việc của mình. Thì cô này không có sử dụng cell phone. Cell phone là điện thoại di động ha. Còn cái chỗ này là on duty, đang làm nhiệm vụ. Để có thể tập trung thì cô này không có sử dụng điện thoại của mình trong khi while on duty, trong khi đang làm nhiệm vụ, đang làm công việc của mình thì cô này không có dùng điện thoại. In order to là để ha. Focus on cụm động từ. Rồi, 123 đã quan sát này. Câu này của mình thì sẽ có phần về một câu ngữ pháp đúng không? Và quan sát thử là sẽ liên lạc từ gì ha. Đáp án này của mình thì mình cần phải cân nhắc ở cái từ proposal. Đây, một danh từ rất là đặc biệt ha. Danh từ proposal, đuôi ổ, các bạn nhìn thấy cô là cách bản đề xuất. Rồi, thằng này là từ propose ed ha. Vật không là vật gắn s vật. Vật này là vật es đấy. Rồi, tiếp theo nè, mình có chữ start. Chữ start là chữ ngữ nè. Object to là phản đối. Vậy phản đối với cái gì cần ngân ngữ ha. Các bạn lấy một cái nam một ở đây. Thì cái chữ for này của mình là biểu từ. Factory automation là tin mừng thứ hai. Because là cái liên từ nối hai mệnh đề là S nè, V nè, và O, đúng không? Vậy bây giờ mình cần điền danh từ trong những cái đáp án này thì chỉ có thể là cô A chọn thôi nha các bạn. Được chưa? Về mặt ngữ pháp thì mình sẽ làm như vậy. Còn về việc các bạn dịch thì các bạn sẽ dịch như sau. Các bạn dịch như sau nè. Các bạn nói là nhân viên này đã phản đối objection to, phản đối những cái bản đề xuất, phản đối cái việc đề xuất cho cái auto factory automation, cho cái việc tự động hóa trong nhà máy. Tự động hóa tức là người ta sẽ nhờ cái sự hỗ trợ của máy móc robot chẳng hạn. Bởi vì là cái sự tự động hóa này có thể lead to result in cái sự tự động hóa này có thể dẫn đến cái việc job losses, cái việc mà người ta có thể bị mất việc ha. Đó, có nhiều máy móc và sản xuất hiệu quả quá thì không cần những con người nữa, cho nên là nhân viên bắt đầu người ta họ từ chối cái đề xuất này. Rồi, tiếp theo là các bạn 124, mình đã gặp một số câu dịch ha. Trong cái tập này mình tập trung vào câu dịch. Vậy các bạn bắt đầu quan sát nha. Cái chỗ này nè, theo sau may các bạn chọn vựng không. Vậy any complaint, chỗ này sẽ là tân ngữ ha. Complaint thì cái bây giờ các bạn có they have to dùng một cái mệnh đề để mà dùng một cái mệnh đề để giải thích cho người ta biết là cái complaint này là cái complaint nào. Rồi, khách hàng có thể làm gì đó cái phàn nàn mà họ có gửi đến cái service desk là cái quầy dịch vụ. Rồi, các bạn có từ demand là yêu cầu, yêu cầu phàn nàn. Accept là chấp nhận lời phàn nàn. Rồi, direct này các bạn dùng cô là chuyển nha. Rồi, dịch nghĩa là chuyển, hoặc không thì các bạn dịch nghĩa là gửi. Rồi, các bạn có chữ engage, thường thì nó sẽ có giới từ in vào đây ha. Engage in là tức là mình cam kết hoặc là tham gia. Rồi, đi với phàn nàn và đi với quầy dịch vụ thì cô sẽ dịch là chuyển hoặc là gửi nha. Khách hàng có thể gửi cái lời phàn nàn của họ đến cái quầy dịch vụ này của mình. Đấy là ba câu dịch trong tập 108 này của cô ngày hôm nay. Các bạn có thể lấy cái direct complaint này mình là gửi khiếu nại được ha. Rồi, tập này của mình kết thúc với lại ba câu dịch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và rất là hạnh phúc vì các bạn luôn luôn đồng hành cùng cô trong những cái chuỗi video vừa qua. Hẹn gặp lại các bạn ở tập lần sau nhé. Bye bye.